Rồi, xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình với chị Liên sẽ làm một cái thử thách trả lời 40 câu hỏi tiếng Anh để thử xem từ bữa giờ chị Liên đã nhớ hết công thức bữa giờ mình học chưa. Ok, are you ready? Yes. Ok, so tôi lấy ô nhiễm của bạn và cung cấp cho bạn không khí sạch. I'm taking your pollution and give you clean air. Làm sạch nước cho bạn và bảo vệ bờ biển của bạn. Tôi làm sạch nước cho bạn và bảo vệ bờ biển của bạn. Purify your water and protect your shores. Tuy nhiên, bạn tiếp tục đổ ngã tôi. Yet you continue to cut me down. Trong khi một số bạn đứng về phía tôi, hầu hết các bạn quay lưng lại với tôi. While some of you stand with me, most of you turn your backs on me. Nhưng tôi kiên cường. But I am resilient. Khi một cây ngã xuống, bạn có thể không nghe thấy tiếng nó. When one tree falls down, you might not hear it. Okay. So, nhưng khi hàng triệu cây ngã xuống, tôi đã bảo với bạn, bạn sẽ cảm nhận điều đó. But when millions fall, I assure you, you will feel it. Okay. Ok, tôi có kỳ kiểm tra vào môn kế toán vào tuần tới. I am sitting an exam in accountancy next week. I'm sitting for hoặc là không có for cũng được ha. Rồi, nếu tôi thi rớt thì tôi có khả năng thi lại không? If I fail, will I sit for the exam again? Okay. Sự điên rồ là làm đi là làm lại một việc giống nhau nhưng mà mong đợi kết quả khác nhau. Insanity is doing the same thing over and over again, but expecting different results. Đúng rồi. Khi ai đó yêu bạn thì cái cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái. When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. Okay. Rồi qua một công thức mới. Okay. Trở thành một nha sĩ thì không hào nhoáng lắm nhưng mà nó có thể trang trải được cho cuộc sống. Being a dentist isn't so glamorous, but it pays the bills. Là trở thành một diễn viên có thể là không có trang trải được cuộc sống nhưng cho nên là tôi nghĩ là tôi nên học cái nghề gì đó ở trường đại học cao đẳng. Being an actor won't pay the bills, so I think you should study something else in college. Dạ quá. Nếu em bé thì đang ngủ ngon lành sau khi nghe nhạc lời ru của mẹ. The baby was sleeping soundly after listening to his mother's lullaby. Em bé nhỏ ngủ ngon lành ở trong cái cuỗi của nó. The child slept soundly in his cradle. Hãy tận dụng cái thời tiết tốt này để mình đi biển đi.
let's take advantage of this of the good weather and go to the beach. Đúng rồi. Nếu như bạn mà quá tiếng Anh, nói chung là quá cảo tiếng người khác thì người khác có thể lợi dụng bạn đó. If you are so too trusting, other people will take advantage of you. Đúng rồi. Thì cái ngày hôm nay nó đã làm cho tôi cạn kiệt hết năng lượng của tôi. This day has drained me of all my motivation. Chúng đi làm đây cuối ngày nói không phải được nào. Okay. Cái buổi biểu diễn đầu tiên nó đã làm cho tất cả các dàn diễn viên cạn kiệt hết năng lượng. The first performance drained the cast of all its energy. Đúng rồi, giỏi. Anh ta sử dụng cái khiếu hài hước tuyệt vời của mình để làm cho người khác vui vẻ lên. He used his incredible sense of humor to lift us. Tinh thần tôi vui vẻ lên. Lift my spirits. Okay. À, cái mục đích của cái quỹ từ thiện này là để làm cho các bạn nhỏ vui vẻ hơn trong cái mùa lễ hội này. The purpose of the charity is to lift the children's spirits in this holiday season. Tôi rất yêu quý bạn phụ huynh của tôi. À, cho dù tôi có cảm thấy như thế nào thì anh ta luôn có khả năng làm cho tôi vui vẻ. I love my roommate. What? No matter what mood I'm in, he is always able to lift my spirits. Đúng rồi, always. Okay. Okay. Tiếp theo. Thì bạn bạn course có điểm cao hơn khi mà bạn ấy chìm đắm mình vào trong việc học tập, say mê học tập. Paul's grades got much better once he immersed himself in his studies. Đúng rồi. Tôi nghĩ là cho mấy đứa nhỏ xem phim cũng là một cách để giúp chúng đắm chìm trong việc học ngôn ngữ. I think showing the kids a movie could help them to immerse them in the language a little more. Đúng rồi, okay. Tôi sẽ đi đến Pháp vào mùa hè này để đắm chìm mình vào trong cái văn hóa nước Pháp. I'm going to France this summer. So to immerse myself in French culture. Bây giờ mình qua một thứ khác. Hãy thư giãn đi và hãy vui vẻ với chúng tôi. Let your hair down and have some fun with us. Đúng rồi. Tôi không thể nào mà thư giãn được tại các cái sự kiện của công ty. I can never manage to let my hair down at office events. Đúng rồi. Tại sao bạn căng thẳng như vậy? Cứ thoải mái thư giãn đi và tận hưởng cái sự kiện này. Why are you so tense? Let your hair down and enjoy the event. Đúng rồi. Theo một thức mới nữa là anh ta huýt sáo thật kêu để thu hút sự chú ý của cô gái đó. He whistled sharply to catch the girl's attention. Đúng rồi, đúng rồi. Cái câu chuyện này nó sẽ thu hút sự chú ý của mọi đứa trẻ. This story will catch every child's attention. Đúng rồi. Chúng tôi cố gắng để thu hút sự chú ý của anh người bạn. We tried to catch